chào cô chú anh chị và các bạn. Mình ha quay trở lại tới kênh của Tài 66 Vlog. Trên màn hình cô chú anh chị và các bạn thấy là Hạo Nhân Vlog nè, tin ba miền. Ở phía bên đây là anh Tăng Mập 79 TV và một số anh em YouTube đang chờ đợi chị Loan. Đây, để em lại phỏng vấn ba miền. Thôi, Hạo Nhân trước đi. Hạo Nhân buồn ngủ rồi, hỏi ba miền đi. Thấy anh xíu anh ba miền. Anh theo dõi cái drama này cũng khá là lâu rồi. Và cũng như á là năm mấy rồi đó. Chị Ni á là vắng mặt một thời gian. Và bài hôm nay thì chị Ni bỗng nhiên xuất hiện trên cái đường live của anh Linh Tý và chị Bích Trâm, thì anh thấy như thế nào, anh vui không anh? Mà, tất nhiên mình vui, sau đó mình có sự bất ngờ cho cô chú anh chị đăng thống trong nửa tháng nay tình hình là chị Ni đã bị nước chưa đó. Thì hồi nãy thì chị Ni cũng nói là chị đã xuất hiện rồi, nói chung là chị Ni nghe nói thông tin là chị Ni về rồi nhưng mà chị Ni có nghĩa là chị Ni để xuất hiện trong cái ra mắt cái MV của anh Linh Tý trong ngày hôm nay là 6:30 là kẻ hai mặt nên người hai mặt kia đó nó mang cái sự tính chất là rất là ý nghĩa. Và những cái kẻ thành phần mà khi đầu lúc đầu là bên chị Hồng Loan rất nhiều và bệnh vật Hồng Loan sau này quay xe rất nhiều, đặc biệt nên là anh Hai Bóng là một người lớn đó, cũng một người anh ha đó, mà quay xe 180 độ, cho nên là anh Linh Tý ra cái MV này rất là ý nghĩa và tràn đầy trong mộ của chú chị rất là yêu mến luôn. Rồi anh, mấy ngày hôm trước á là anh có thông tin là chị Ni đã về Việt Nam chưa? Đúng rồi. Anh có nói không? Có. Anh có bị tấn công không? Quá trời luôn. Nó kia mình thì nói xạo nó láo, nó kia xô một quay không chị Ni về, không quay ảnh chị Ni. Đó. Cho nên là mình mới tuân theo, có nghĩa là mình mới tâm trạng chị. Bây giờ mà chị lộ diện mình mới lộ diện. Còn mà chị không lộ diện thì mình không giữ kín, không giữ kín lại, không có đưa ra. Cho nên là hiện tại bây giờ là chị Ni đã lộ diện rồi, mọi người có tin thật của tin miệng nó và tài chú xấu nó không? Rồi bây giờ thì anh có lời nào muốn gửi đến những con những con lăng quăng bên kia không? Ở da mà hãy chờ đợi đi. Rồi mà từ từ em nội sẽ lên dĩa hết á. Lên dĩa hết hả? Lên dĩa hết à. Anh định nấu món gì anh? Thì làm món gì? Da là em phải nướng cắm vô cái cây đó mình nhai nó mới được. Còn con lăng quăng thì anh con lăng quăng á là mình phải nói sao ta, mình phải nấu nước sôi cho nó chết đi. Còn mấy con cần thì sao anh? Cần á hả? Mình phải đập cho nó chết. Nhổ lông hả? Nhổ lông nó. Còn đi mình rán hay nướng gì đó tùy theo của mình, khẩu vị của mình. Tính ra thì anh cũng nói chung là anh cũng biết nhiều món ăn và cách làm những cái con đó ha. Đúng rồi. Chắc có lẽ hồi xưa anh làm đầu bếp hay sao anh? Không, phải có nghĩa là mình không được biết là, chứ nói chung là hồi kia đó mình cha mẹ mình cũng bận đi làm đó, mình cũng có thêm những cái là thành phần là ẩm thực mình nấu ăn, ví dụ cha mẹ mình đi xa hay là mình đi về sớm mình nấu cơm mình găm cơm gì đó, cách mà chiên kho xào cá gì đó mình biết trước theo vậy. Cho nên mình biết những cái thành phần đó, những con cành kèn mình làm như thế nào và con lăng quăng làm thế nào, con da mình làm thế nào, đúng không? Ở Việt Nam anh thấy con cành kèn luôn hả? Cành kèn bên nước ngoài. Chứ mà thường những ở Việt Nam là con quả đen. Quả đen. Con quả đen thường nó gấp sắc thúi đó. Nó đu bám theo đó. Rồi, cảm ơn anh Tinh Ba Miền đã chia sẻ nha. Chúc anh nhiều sức khỏe và cũng như là chúc cho kênh anh phát triển nha. Sớm đạt nút bạc như kênh Linh Tý Bích Trâm nha. Cảm ơn anh. Anh vui, chị Ni về anh vui không anh? Vui sớm. Sao nãy giờ không thấy anh cười anh? Hồi sớm đợi chị Ni hoài nè, không thấy đâu. Giờ này anh vẫn còn ở đây nữa. Bây giờ là 10:30 rồi mà chưa gặp chị Ni. Anh ăn cơm chưa? Chưa ăn gì luôn. Chưa ăn, đợi chị Ni về luôn hả? Đúng rồi. Mà anh nghĩ là chị Ni sẽ về số 5 không anh? Chắc có lẽ mình nghĩ là chắc chị Ni không về, chắc Hồng Loan có một bụm về thôi. Bởi vì sao ăn khuya quá vậy chị Loan, chị Ni cũng về nhà chị chỉ nghỉ ngơi. Có lẽ là trước sau thì chị Ni cũng xuất hiện thôi. Một là ngày ra tòa hay là năm ơi chị Ni cũng về nước rồi thì cũng ghé qua số 5 để thắp hương số 5 thôi. Theo như anh nghĩ là vậy ha. Một câu hỏi cuối cùng nữa thì anh nghĩ là chị Ni sẽ cùng với lại chị Loan đi đến cuối con đường này không? Chắc chắn là phải có rồi. Có khi nào chị Ni sẽ rời chị Loan nửa chừng không anh? Không, bây giờ có nghĩa là rời xong cái drama này hoàn chỉnh xong và những cái phía đặc biệt nhất là bên quý mẹ con gia dọn đồ ra nè, pháp lý và bên cái việc mà sau kia này xong xuôi hết là chị Ni cũng đã từng nói là sẽ âm thầm đi rõ drama này, cái công việc của chị Hồng Loan đã hoàn chỉnh. Hồi nãy tự nhiên anh nói tới con dê dọn đồ thì em lại có một cái câu hỏi muốn hỏi anh. Là khi con dê dọn đồ anh có phụ dọn không? Không, mình ngu gì mình phải dọn, nó tự đánh nó đem đánh nó ở tự nhiên mới dọn đó, để dọn không quyền của chị Hồng Loan nên là chị Loan cho dọn hay không dọn chứ mình không có liên quan, mình YouTube mà. Vậy hả? Mình nếu ghi những cái hình ảnh và những thông tin thôi chứ thực tế là mình đâu có quyền mà dọn. Anh không có dọn phụ hả? Không, không có dọn, chắc chắn là mình không dọn. Lỡ về năn nỉ anh dọn không phụ luôn, không? Vậy nó cho tiền cũng không dọn. Cho tiền nhiều anh dọn không? Không luôn. Sao kìa, anh có tiền mình chơi?
không phải là mình dùng cái đồng tiền nó chính nghĩa và nó trân trọng hơn cái đồng tiền mình làm ra thôi, nó hoặc cái đồng tiền người ta cho của mình giành giật hay là lém lút gì đó mà nó không có hay. À vậy là anh bất cứ cho tiền nhiều anh cứ không làm luôn? Không, ví dụ giờ bởi cho mình không thích con dê rồi mà. Cho anh 6 tỷ anh dọn không? 6 tỷ à? 6 tỷ to quá nha, mình dọn một bô đồ luôn là 6 tỷ đó to. Cho anh 6 tỷ anh suy nghĩ lại à? Suy nghĩ lại. Anh này anh mê tiền của chú vậy, anh mê tiền, anh không có mê tiền ít, anh mê tiền nhiều. Nói chung là ví dụ như là con dê nó thêm mình một bô đồ phải không? À. Mình anh bỏ lên xe mình á, nó nhờ mình nó cho 6 tỷ là mới suy nghĩ lại. Cái đồng tiền nó quá to, bởi vì nuôi cả gia tài của gia đình của mình là cút cũng mua 6 tỷ bạc to lắm á. À. Trên đời mình nghĩ làm YouTube cái một năm mình làm cho được không về tiền bạc, còn là sang sở cả cuộc sống của mình nữa, rồi nói chung là một năm không dư được bao nhiêu đâu. Em hiểu được ý anh muốn chia sẻ đến cô chú anh chị mình á, ý nói là anh sẽ không vụ dê. Không vụ dê. Chuyện của dê là kệ dê. Đúng rồi. Còn mà nhưng mà dê nó ra điều kiện là 6 tỷ mà khiên đồ cho dê thì thôi kệ, cô chú anh chị mình cũng đừng có buồn. À, tin ba miền để tin ba miền phụ lấy 6 tỷ, tin ba miền sẽ 6 tỷ 7 để phụ giúp 7. Gia đình một phần tin ba miền đi từ thiện ha. Ừ. Từ thiện không tin có chứ miền. Có hả? Có chứ, mà làm mình giúp đỡ những người nghèo nè, cái hoàn cảnh khó khăn, giúp chú Bảy không? Chú Bảy khổ, chú Bảy đang bệnh. Riêng mình theo mình nghĩ là chú Bảy không giúp được đâu. Chú Bảy đang bệnh giúp không? Không, lấy 6 tỷ 7 đó giúp chú Bảy mớ đi. Không, mình theo, nếu mà theo chú Bảy đang thở oxy á, ví dụ như là mình theo cái ý của chị Hồng Loan mà Bâm là mình nghĩ là cũng như là người cha của Bâm, mình giúp đỡ một cô cháu. Một cô cháu hả? Ừ. Anh giúp ít dữ à? Có nghĩa là người thương người á. Cháu có thịt không anh? Có chứ, thịt bầm. Rồi cảm ơn anh chia sẻ nha. Chúc anh thành công và chúc anh sớm đạt được nút bạc ha. Cảm ơn tài. Bữa nào mà dê qua dọn đồ em hú anh. Chào cô chú anh chị và các bạn, mình quay trở lại với kênh của anh Tăng Mập và kênh của Tài 66 Vlog nha cả nhà. Trên màn hình cô chú anh chị mình thấy là Tài 66 và Tin Ba Miền. Đó, anh Tin Ba Miền còn có một cái tên khác nữa, đó là Bường. Bây giờ mới khai luôn vui. Cô chú anh chị ơi, cái tên Quỳnh Bường mà nhiều cô chú anh chị họ có tên thì kỳ lắm, kênh khó đọc quá. Cho nên là em phải hồi lúc đầu em đặt tên Quỳnh Bường, sau này em sẽ đổi lại cái là Tin Ba Miền. Nói chung là Tin Ba Miền nhưng mà lại cái quay mất cái hơi miền, còn miền Bắc chưa có quay. Thôi cái tên bỏ qua một bên đi, cái tên vui nè. Tại vì bữa nay vui quá nên để chia sẻ cho cô chú anh chị biết là anh Bường là ở lộn tên Ba Miền, tên Bường. Đó, còn Tài có một tên mà cô chú anh chị. Đó, thì hôm nay thì mấy anh em hiện tại bây giờ thì cũng giờ này cũng 9 giờ rưỡi rồi cả nhà. Thì có mặt tại số 5, đang đứng ở đây là cái nhà khoa, cái bên là cà phê 60 tỷ, đối diện là số 5. Đó, thì cô chú anh chị biết đối diện là số 5, đường này là đường Đoàn Thị Điểm và bên kia là đường Phan Đăng Lưu. Ở dưới đây là cái hẻm qua Bùm Bùm hủ tiếu. Đó cô chú anh chị. Đó, thì muốn chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn mình đó là chị Ni đã xuất hiện rồi. Đó, chị Ni đã xuất hiện. Có chị Hồng Loan đi đón và hồi nãy thì thấy chị Bích Trâm và Linh Tý có live stream. Thấy chị Hồng Loan khóc luôn cô chú anh chị ơi, khóc quá trời luôn, khóc quá nhiều luôn. Cái những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt tình nghĩa, những giọt nước mắt mà gọi là chân thành nhất lớn cô chú anh chị. Ôm chị Ni khóc quá trời khóc luôn, và chị Bích Trâm cũng có khóc nữa cả nhà. Chị Bích Trâm vô cùng là có nói là thương, yêu thương chị Hồng Loan và cũng như là yêu thương chị Ni. Cho đến giờ phút này thì phải nói là mấy anh em YouTuber đã gọi là nhẹ lòng đó cả nhà. Nhẹ lòng vì sao nhẹ lòng? Vì phía bên những con lạc quan bên kia đó, nó cho rằng anh em của tụi em nói xạo. Cách đây mấy ngày đó thì có thông tin là chị Ni đứng ở sân bay đó cô chú chị, cái tấm hình mà mờ đó, chụp hình xa xa ở cái góc mà góc ngang, cái góc nghiêng đó cô chú chị, và có chồng của chị Ni đứng mấy ba lô á, đẩy mấy cái hành lý đó cô chú chị. Thì cái tụi lăng quăng bên kia nó nói rằng tụi em chưa có thông tin gì chính xác mà dám nói là chị Ni về. Và chị Ni hiện tại thì chưa có được về Việt Nam. Hiện tại chị Ni đang ở bên Mã Lai, đang chịu thế này thế kia. Đó cô chú anh chị. Thì cả nhà cũng biết hôm nay chị Ni đã về được. Chị Ni đã về ở sân bay và có mặt tại Việt Nam. Và cũng đã có lên livestream thì anh em cũng nhẹ lòng. Và đó cũng là một cái câu trả lời cho những cái con lăng quăng bên kia. Em còn kêu lăng quăng không chứ không có kêu dê cần cờ gì cả nhà. Okay. Em kêu lăng quăng tại vì nó nhoi quá. Đúng ra đáng lẽ kêu dòi nhưng mà thôi kêu lăng quăng nhất vậy. Đáng lẽ em kêu dòi nhưng mà thôi kêu lăng quăng. Đó thì cái con những con lăng quăng bên kia nó nói tụi em nó xạo, nó chửi hoài của chú chị, nó lên đường like nó nói mày xạo mày láo. Chị mày về chưa, chị mày về giữ chưa các kiểu. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã có câu trả lời rồi đó cả nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ hỏi ngược lại những con lăng quăng bên kia. Đã những đứa nào đã từng thề thốt và đứa nào đã từng gọi là
à, chị mày về tao sẽ xin lỗi cộng đồng mạng, tao xin, tao sẽ quỳ xuống tao xin lỗi chị mày về, rồi tao sẽ gọi là gọi là cái gì ăn xịt á, ăn xịt cô chú chị đòi ăn xịt luôn, nó ăn xịt cả đồng cộng đồng mạng luôn. Vậy à, rồi à, cái thằng gì, cái thằng ca sĩ nhạc sĩ mà ăn xịt á, thích ăn xịt á, nó sáng tác cái bài hát cái cô chú anh chị. Đúng rồi. À, em hy vọng là cô chú anh chị mình ngày mai ăn thật là no và ship xịt tới cho nó đi chế bài hát cái bài gì à, đứa con nuôi thời đại 4.0 như cô chú chị, nó có ghi cái, nó có nói chị Ni, à, nó nói chị Ni đã bị ở bên Mã Lai không được về, rồi nó cầm ly bia nó cũng được. Thật sự cái thằng này nó bố láo bố léo cô chú chị, làm ca sĩ, làm một nhạc sĩ, đi sáng tác bài hát cho ca sĩ hát, nhưng mà nó sáng tác những cái bài hát quá tồi tệ, quá tồi tàn của chú chị. Phải nói là một nhạc sĩ mà từ trước tới giờ em thấy nó dơ dáy nhất của chú chị, tổng thể bẩn bợ nhất trên cộng đồng mạng luôn á. Mai mốt mà nó lỡ như nó sáng tác một cái bài hát nào mà nó hay đi, chắc gì ca sĩ người ta đã nhận, người ta hát của chú chị. Tại vì cái quá khứ của nó sáng tác những cái bài quá trời dơ và bẩn thỉu của chú chị ơi. Đó thì hôm nay thì cũng là mong là cô chú anh chị mình like và chia sẻ cho tất cả các anh em những kênh YouTube gọi là chính nghĩa, những kênh YouTube mà giúp đỡ nhà chị Hồng Loan đó. Đúng rồi. Và có động lực thêm và quay những cái cảnh hay và chia sẻ những cái thông tin đáng chú ý hơn. Ở sắp tới đây thì những thông tin là của chú anh chị mình đang quan tâm, đó là tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Phiên tòa sắp tới đó thì em tin chắc rằng sẽ có chị Ni, luật sư Tiết Ngọc và chị Hồng Loan. Nói tới ba người này thì cô chú anh chị mình cộng đồng mạng á là đang rất là quan tâm chị luật sư Tiết Ngọc, chị Loan và cũng như là chị Ni sau khi cái vụ án tranh chấp gọi là đòi nhà cho ở nhờ đó, rồi sau khi mà gọi là hoàn tất hết xong xuôi đó, thì cũng mong rằng ba chị cũng giống như là chị em ruột thịt với nhau, yêu thương lẫn nhau thì thật sự mà nói là quá là tuyệt vời. Tự nhiên cái trong cái hoàn cảnh đó là câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ mà lại tìm được người chị, người em thật sự trong xã hội như vậy, thật sự quá là quý luôn của chú anh chị, phải không cả nhà? Đó thì quá là vui luôn. Và hy vọng rằng những con long quăng bên kia nó bớt bớt lại một xíu để cho nó bớt khẩu nghiệp lên cả nhà. Nó chứ mà nó nói nhiều quá, nó nhoi nhoi quá, em mai mốt chắc em đổi tên nó thành dòi quá. Mà nó ngày mai mình phải chờ đợi thôi, nó có lên lời nó xin lỗi không khi chị đi xuất hiện. Dễ gì nó xin lỗi, nó không bao giờ xin lỗi đâu. Em dám chắc chứ theo tài nghĩ nó có xin lỗi không? Không xin lỗi. Tại vì biết sao cô chú anh chị? Tại vì nó đứng ở chiến tuyến khác, chiến tuyến của mình mà. Nó xin lỗi, nó nhục xong nó sợ. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì tụi kia bên kia nó mà nó cái tụi nó chỉ có đội cái quần lên đầu, đội quần đội cái bô thôi, đội cái bô à, đội cái bô, họ đội cái quần đi dễ đội cái bô thì khó mua lắm. À, dạ. Chứ bây giờ thật sự em chắc chắn với cô chú anh chị mình và các bạn mình luôn là nó sẽ không bao giờ nó nhận là chị đi về và cũng như là nhận những cái lỗi về thuộc về nó đâu, mà nó sẽ bẻ lái qua một cái chiều hướng khác, bẻ lái nó dẫn dắt dư luận theo một cái chiều hướng khác. Hôm trước mắc cười lắm, em có nghe một cái kênh YouTube mà thôi em không nói tên ha, nó nói gì dịch thế này nè: mọi người ơi, đừng có coi những cái đường like của phía Hồng Loan, những cái kênh YouTube bên Hồng Loan, đừng coi gì hết, hãy coi kênh của nó để cho nó đi coi rồi bắt đầu nó về nó truyền đạt. Anh chị mình thấy không, nó dẫn dắt kinh khủng khiếp không? Không khiếp. Nó kêu mọi người cứ nằm ở nhà nghỉ đi, đừng có coi cái like nào hết, đừng có coi kênh YouTube nào của phía bên Hồng Loan hết, mà để cho nó đi coi rồi bắt đầu nó lên like, bắt đầu nó chia sẻ lại, nó truyền đạt lại, khác nào nó dẫn dắt lên câu view câu like không? Đúng rồi. Đó là thiên thiên ngày thánh cái thằng đó là đúng là nó dơ thì nó dơ đâu, nó dơ tưởng tượng nổi luôn. Đúng là đáng lẽ người ta phải là đậu quần chứ không có đậu mũ. Nó cũng là nó làm YouTube thì anh em mình cũng làm YouTube thì mình thôi kệ, mình không có hại nó thì nó cũng không hại mình. Đúng rồi. Thì thôi kệ, ai làm gì làm, ai coi ở đâu coi kệ người ta, tự nhiên cái kêu đi đừng coi. Ai kêu gọi từ thiện đúng không? Kêu gọi quyên góp cũng điếu gì vậy? Thì thôi em cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã dành thời gian quý báu của mình ra xem video của mấy anh em nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mấy anh em nha cả nhà. Dạ thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở một cái video tiếp theo ha. Có thông tin gì mới, có thông tin gì hay thì em sẽ liên tục cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Hãy subscribe.